cây xe lu này đè mặt đất, đè cho phẳng bằng cách lăn lăn. Kìa xe cứ lăn, bạn thích không nào? Nhờ thế mà xây nhanh vào. Đây xe trộn bê tông, trộn và quay. Ta làm thôi, mau trộn cho hay. Trộn quay, chẳng ngừng, bạn thích không? Xuống đất thùng xe đổ ra, bạn thích không nào? Nhờ thế mà xây nhanh vào. Cầu thang khổng lồ hạ xong rồi nâng, nâng vật lên thật nhẹ tên. Hạ xong tới nâng, bạn thích không? Thế mà xây nhanh vào. Yeah. Lại đây mình cùng học xây em nhé. Dụng cụ nhiều lắm, chẳng lo thiếu nha. Nào lăn trộn xong, nghiền luôn rồi xuống, giống y như những công trường ở ngoài. Trường ở ngoài.